Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi cư sĩ Trần Hiến cùng Hòa Thượng Thích Nguyện Việt trụ trì chùa Liên Hoa xin thân ái kính chào quý thiền hữu cùng quý Phật tử của đài VN 55.2 TV trong chương trình Phật Pháp mỗi buổi sáng. Chúng con cung kính đảnh lễ Thầy, xin kính mời Thầy gửi lời chào đến Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Hòa Thượng Thích Nguyện Việt, xin được trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương và Phật tử khán thính giả của đài VN TV. Dạ, mô Phật, kính chào Thầy. Chúng ta hôm nay nói về cái sự chấp ngã, tức là năm cái cố chấp. Hãy nói tới chấp là nói tới sự phiền não. Thật ra năm cái cố chấp đó, tức là năm cái phiền não nó ràng buộc, nó làm chúng ta phiền não. Và năm cái chấp đó là cái gì? Đó là tham sân si mạng kiến, tức là tham chấp, sân chấp, si chấp, mạng chấp và kiến chấp. Hãy nói tới Phật giáo thì nói tới những thuật ngữ thì có lẽ là quý vị cũng hơi ngờ ngợ. Cái tham chấp thì quý vị có thể nghe thì chỉ có thể biết, tức là sự ái luyến làm cho người ta trở thành cố chấp. Còn cái sân chấp thì chắc quý vị cũng biết, sân tức là sự nóng giận, sân chấp tức là sự nóng giận, sân hận làm cho con người ta trở thành cố chấp, tức là đều có mang tới sự phiền não. Và si chấp tức là sự ngu si, sự mà dốt nát làm cho người ta thành ra cố chấp, tại nếu người ta khôn ngoan người ta không có chấp. Và cái thứ mạng chấp tức là sự kiêu mạn làm cho người ta trở thành cố chấp, nghĩ rằng mình là nhất trên đời, ai nói mình cũng không nghe hết, đó mình bỏ mặt ngoài tay. Còn cái kiến chấp đó là một cái mà chúng ta thường nghe mà đôi khi chúng ta không hiểu hết, chút nữa thầy Việt sẽ giảng cho mình nghe. Đó là tà kiến, những cái sự mà suy nghĩ sai, cái sự hiểu biết sai của mình làm cho mình trở thành cố chấp. Mình cứ tưởng là mình là đúng, thiên hạ là sai, chỉ có mình là đúng thôi. Do đó mình sẽ cố chấp và mình mang tới sự phiền não, tức là mình không có hài lòng. Vậy thì năm cái cố chấp này đó, đó là năm cái thứ mang tới sự phiền não chúng ta. Và bây giờ xin mời quý vị lắng lòng để nghe thầy trụ trì chùa Liên Hoa, thầy Thích Nguyện Việt sẽ giảng cho chúng ta nghe về năm cái sự cố chấp này. Xin kính mời thầy. Cảm ơn cư sĩ Đức Hiến. Kính thưa toàn thể chư vị, trước khi huynh đệ chúng tôi nói cái đề tài Phật pháp hôm nay như cư sĩ Đức Hiến phổ biến á, huynh đệ chúng tôi và tất cả các vị chúng ta cũng lâu lâu nhắc lại là cảm ơn ông bà bác sĩ Vũ Ban và cô bác Bích Ngọc, giám đốc của đài VN TV, quý anh chị phụ trách kỹ thuật là cô Như Lê, anh Đạt Nguyễn, anh Danh Nguyễn, anh Đạt Hoàng và anh Tài Nguyễn. Tất cả các vị đó là luôn lúc nào cũng vui mừng, vui để đón chào chúng tôi và vui để giúp đỡ cái phần kỹ thuật. Chúng tôi hoàn toàn không gặp cái gì khó khăn, chẳng vậy các vị đó để cho chúng tôi cái niềm vui mỗi khi mà bước vô đài đó. Thì ở nơi đây tôi và anh Hiến đại diện cùng tất cả chư vị, chúng ta cùng bày tỏ cái lòng cảm kích, cảm tạ và tri ân các vị ông bà giám đốc vụ ban và các vị phụ trách kỹ thuật. Dạ, con cũng xin thay bạc sư là cảm ơn tất cả quý độc giả, quý Phật khán thính giả của đài VN 55.2 TV mỗi buổi sáng xem cái chương trình mà chúng tôi cùng thầy để nói lên những cái điều mà quý vị có thể nghe được, quý vị có thể không nghe được. Những điều nghe được thì lọt lỗ tai thì để lỗ tai, và nghe không được thì xin bỏ lỗ tai này qua lỗ tai khác. Đồng thời cũng xin thay mặt tất cả những khán giả để cảm ơn tất cả quý đài, những anh em nghệ sĩ, những anh em kỹ thuật trong ban cũng như ban giám đốc của đài, một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Yeah, hôm nay chúng ta nói về đề tài về chấp á. Thật sự ra mà cái chuyện này đời sống hàng ngày làm công việc Phật sự á, thì anh Hiến ảnh khụi tôi rất là nhiều lần như này, mà tôi thì tôi biết anh nói gì thì tôi cũng giữ im lặng, thì tại vì anh nói tôi chấp, không lẽ tôi nói anh cũng chấp sao? Nhưng mà chuyện này á, thì thưa các vị, là đó là một cái dấu hiệu của sự phiền não, nó khảo đảo mình, dấu hiệu của cái mình chưa đạt được cái hoàn toàn. Và khi mà nói một con người hoàn toàn không chấp gì á, thì thật sự là mình không biết có cái con người nào mà không chấp theo kiểu tham. Tại vì khi nào mà hết tham, hết sân, hết si, hết cống cao ngã mạn, hết tà kiến thì mới gọi là hết chấp. Mà thật sự ra tất cả tôi không dám nói các vị, mà huynh đệ chúng tôi là trên con đường tu tập thôi, nghĩa là cố gắng vậy thôi, chứ cũng không dám nói là mình hay cái gì hết. Nhưng ở đây thưa quý vị, nếu mà quý vị
không làm cái gì, quý vị làm khách thôi. Ví dụ quý vị bước vô nhà người ta, quý vị làm khách, là một cái người khách, bạn đi đến nhà thăm người ta, thì tất cả những cái gì nó xảy ra trong nhà đó, vợ chồng họ cán đáng, anh chị em họ cán đáng, cha con họ cán đáng, thì các vị khách bằng quan mà, do rồi các vị cảm thấy không có chuyện gì dính dáng đến các vị, hay là có gì thì quý vị cũng buông lời vài lời khuyên nhắc này kia. Cái chuyện đó là chúng ta dễ dàng tự nguyện mà chúng ta dễ dàng làm. Nhưng mà một khi mình đã là chồng, một khi mình đã là vợ, một khi mình đã làm cha, một khi mình đã làm con, làm thầy trụ trì, hay là một vị lãnh đạo, tự nhiên á, ông bà mình kêu gọi là phải đóng cái vai trò của mình. Mà khi đóng cái vai trò của mình thì tự nhiên cái chuyện đó mình không còn là khách nữa, mà mình là phải đóng cái vai trò của mình. Do vậy đóng vai trò của mình á, thì ông bà mình là có cái câu đó là cầm cân nảy mực, tức là mình phải nói sao để cho nó phù hợp với cái vai trò của mình. Mình làm sao để cho phù hợp vai trò của mình. Mình suy nghĩ sao, mình cống hiến làm sao cho nó phù hợp với vai trò của mình. Rồi có một cái câu nữa, người ta nói là thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Tức là cái người là thợ mộc á, họ dâng cái mực để mà họ đưa thẳng một đường để họ cưa. Thì tự nhiên khi cái đường thẳng đó thì tự nhiên phải cắt bỏ những cái phần khác. Nó không nằm trong cái phần thẳng đó, nó phải cắt bỏ những cái phần khác, chẳng hạn như vậy. Do vậy đời sống của chúng ta là con người sinh ra cuộc đời này, đã sinh ra cuộc đời thì bản chất của nó là một khối lù lù bệnh tật và khổ. Nếu không khổ thì đã không, nếu không khổ thì cũng đã không phải là cuộc đời. Mà nếu cuộc đời, nếu cái thân này sinh ra mà nó không già, không bệnh, không chết thì cũng đã là không phải cái làm con người nữa rồi. Do vậy chúng ta đi trong những cái nghịch cảnh, chúng ta đi trong những cái bất như ý, nhưng trong cái nghịch cảnh và cái bất như ý đó, tôn giáo xuất hiện để giúp cho chúng ta, để làm sao trong cái nghịch cảnh đó, trong cái bất như ý đó, trong cái bất toàn đó, mà chúng ta có thể tìm thấy được một ý nghĩa giữa cuộc đời này với bao nhiêu những cái bất toàn, nghịch cảnh, hoặc là không vừa lòng đó. Do vậy ở chỗ này nói về năm cái chấp thì như anh Hiến anh có nói là chúng ta một chữ đầu thôi, tức là tham, sân, si, mạng và kiến. Ba cái loại phiền não là gốc là tham sân si, và từ cái tham sân si đó, cái mạng đó với cái kiến đó, nó cũng nằm trong cái ba cái phiền não gốc là tham sân si đó. Thì chúng ta nói tham chấp, thì khi chúng ta nói tham chẳng hạn với quyền lợi hay chúng ta luyến ái, ví dụ như người trẻ có thể là cuộc đời tôi ngồi đây anh Hiến đó và các vị đó, có thể là lúc nào đó tự nhiên cái sự trưởng thành của cơ thể của mình, mà tâm sinh lý của mình yêu thương ai đó, mà đã có những người nói rằng cái chuyện đó chuyện của con, cha mẹ để cho con tính chẳng hạn, hoặc là mình nói là con không phải là cái người đó là người lý tưởng của con, người nữ đó hay là người nam đó là người vợ, người chồng lý tưởng của con, và con lấy thì con chịu trách nhiệm, vân vân. Nhưng mà rồi ra là lúc rồi mới thấy rằng cái sự cứng đầu của mình, sự cố chấp của mình hay sự dính mắc của mình á, nó trở nên phải gì lúc đó mình nghe lời cha, mình nghe lời mẹ, mình nghe lời anh, mình nghe lời em, mình vân vân, thì cái sự việc nó không phải giống như ngày hôm nay, vân vân. Cho nên cái tham đó, tức là một cái sự dính mắc, mà cái dính mắc đó mình không khác được. Do vậy cái chữ dính mắc không khác được á, mà xem ra những người có kinh nghiệm, những người hiểu biết, họ cho là đó là cái sự sai lầm. Cái chuyện sai lầm là chuyện bình thường. Người ta nói là ai đã khôn mà chẳng dạy một lần, mà tôi thì nói ai đã khôn mà chẳng dạy dài dài. Tức là cứ mình cứ hết cái thất bại này qua thất bại khác, mình thấy cái lầm lẫn này qua lầm khác đó, và cái đó cũng là bản chất của con người chứ chả phải có gì khác đâu. Do vậy cái sự tham, tức là mình ngã về một phía rồi mình ôm mình giữ rồi, mình với nó là một. Do đó cái chấp của mình là cái dính mắc. Chấp đây có nghĩa là dính mắc, chính chấp đây có nghĩa là mình cột ràng mình với cái đó là một, mình với giá trị đó là một, mình với cái người đó là một, không thể khác được. Cho nên cái tham đó, rồi cái sân tức là ngược lại, tức là không chấp nhận đâu, không chấp nhận cái đó. Bởi cái tham nó đi BC, cái sân nó đi BC, mà cái tham với cái sân nó không đi cùng. Tức là một tham á, là ôm vô, mà sân á, là đẩy ra. Thì nó cái sân khi mình nóng nảy là mình đẩy ra, mình không chấp nhận được, mình không chấp nhận, quyết không chấp nhận được. Cái gì không chấp nhận được thì cái đó gọi là cái chấp. Cái không khác được, mà không khác được này, mình chưa nói đến cái chuyện mà những bậc chân nhân, những bậc hiền trí, họ có một cái khẳng định giá trị đó. Cái khẳng định giá trị của họ không khác được. Ví dụ như mình nói là tôi sinh ra ở đời, cái chuyện tôi làm thiện là cái chuyện đó không thể khác được. Tôi sinh ra ở đời tôi là một người công dân, tôi không thể không yêu nước được. Tôi sinh ra ở đời tôi là một người tín đồ của một tôn giáo,
tôi không thể khác được. Cái chuyện không khác được á, mà đã khẳng định cái giá trị như vậy, thì tôi không biết là cái chuyện đó chúng ta có gọi là chấp không. Thật sự thì cuộc đời cũng chưa biết được đâu, cũng chưa biết là cho tới lúc nào á. Nói như ngài Hộ Giác gọi là thầy tổ của huynh đệ chúng tôi, là ngài nói khi nào mà một người nằm với quan tài rồi thì cái người bên ngoài đó tính sổ lại cho cái cuộc đời của người đó, đúng sai thiện ác nên hư thành công thất bại như thế nào. Do vậy á, cái sân là mà là một cái sân, nó là góp phần cho cái nền tảng, cái cố chấp của mình. Và cái si tức là cái tối giác của mình, mình không phân biệt đúng sai phải trái, chả biết ác thiện gì, mình không phân biệt. Cho nên cái sự không phân biệt của mình mà một cái là ngã về cái tham, hoặc là mình ngã về cái sân, cái tham chấp hay sân chấp, thì điều đó nó biểu tỏ cái si mê của mình. Cho nên cái si mê của mình, cho nên mình không có cái sự quyết định sáng suốt, từ bi trí tuệ, mình không có cái chỗ nào để cho cái ánh sáng của cái lòng từ, ánh sáng của lòng bi, ánh sáng của lòng trí mà dự phần vô để quyết định cái sự lựa chọn đó. Cho nên đó, cái sự si mê, cái si mê này vừa là cái thất học, vừa là cái thiếu giáo dục, vừa là cái trở về với chính mình, không có cái nội quán vân vân. Thì do vậy ba cái căn bản chính là tham chấp, sân chấp và si chấp. Bây giờ cái mạng tức là nó nằm ở trong cái ba cái phiền não. Khi mà mình tham mình nhiều, sân mình nhiều, si mình nhiều, thì tự nhiên cái mạng đây tức là ngã mạng, cống cao ngã mạng, tức là cho mình là nhất rồi, cho mình cái giết, ta nói là nhìn trời ngồi đáy giếng, nhìn trời bằng nếu thấy bầu trời là cái chỉ có khoảng trống của cái giếng, nó cho mình biết là như mà cái bầu trời là trên cái miệng giếng đó thôi. Hoặc là mục hạ vô nhân tức là dưới cái con mắt của mình không có ai ngoài mình ra. Mục hạ vô nhân tức là dưới cái con mắt của mình nhìn không có ai bằng mình hết, mình giàu hơn thiên hạ, mình đẹp trai hơn thiên hạ, mình đẹp gái hơn thiên hạ, mình trí tuệ hơn thiên hạ, mình rộng lượng hơn thương hại, vân vân. Tất cả cái đó mình coi mình là nhất rồi. Cho nên cái gọi là cái ngã mạng, tức là cho cái ta của mình, cái ta của mình là nhất rồi, là mục hạ vô nhân, tức là dưới con mắt của mình không có ai bằng mình hết. Cho nên cái đó cũng là một cái sự cố chấp như vậy. Và cái sau cùng, cái thứ năm là kiến chấp. Kiến đây có nghĩa là cái nhìn sai lầm. Kiến đây giống như chữ tà kiến vậy, kiến là cái nhìn sai lầm. Cái nhìn sai lầm của mình, do vậy mình cột chặt mình với cái quan điểm sai, với cái thái sai, cứ biết sai đó. Rồi thì cái này là cái thể nó là đó là một cái, nó nằm trong cái gọi là si chấp ạ. Tức là cái si chấp tức là mình không thấy rõ cái đúng của chân lý, cái như cái thật, cái đang là cái chân lý, cái lẽ phải, cái điều thiện. Do vậy cái sự cái nhìn quan điểm sai lầm, quan kiến sai lầm, thấy biết sai lầm, rồi chấp vào cái sai lầm cho là cái đó đối với mình là không khác được, vân vân. Do vậy cái năm cái điều chấp này tất cả chúng ta nói ra để cùng với nhau giống cái gương của Phật pháp vậy, để cho chúng ta soi thôi, chả phải ai hơn ai đâu, hơn cái này nhưng mà thua cái kia, cho tới lúc nào mà mình không phải là mình xây ra bên ngoài để hơn ai hay thua ai, mà cái vấn đề mình đối với Phật pháp mình tiếp nhận được gì, mình đem vào để soi chiếu nói cái làm cái suy nghĩ của mình để nhận ra, để coi thử mình dính vào cái gì, mình trong công việc đó mình thuộc về tham chấp hay sân chấp hay si chấp, hay là mình đang là cái người đóng những cái vai trò làm chồng, làm cha, làm ông, làm mẹ, làm bà, làm thầy, làm trò, mà mình phải có cái sự cầm cân nảy mực đóng cái vai trò của mình. Cho nên mình không thể không tỏ thái độ được. Thì cái tỏ thái độ của mình với cái chấp đó, mình hãy coi lại cái tỏ thái độ của mình như vậy với cái chấp đó, mình phải coi lại mình tỏ thái độ để mình làm cái vai trò trách nhiệm của mình, hay là mình đang bị cái tham nó chi phối, nó chấp, hay bị cái sân nó chi phối cái chấp, hay là bị cái si mê không thấy biết được cho nên mình ngã về một phía mình chấp, hay là cái ngã mạng của mình chấp, hay là cái kiến thì cái nhìn quan điểm nhìn sai lầm của mình chấp. Do vậy tất cả cái chuyện đó mình nói ra để cùng với nhau để nghiền ngẫm, để suy nghĩ và để coi thì cái chấp đó là nó thuộc về những cái bận nhơ của tâm hồn của mình, cái phiền não, cái bận nhơ tối dốt của tâm hồn của mình, tham lam sân hận si mê ngã mạng tà kiến nó chi phối mình, hay là mình đang tỉnh táo từ vô lượng, bi vô lượng, trí vô lượng mà mình đang hành xử cái việc đó, thì tất cả cái đó chúng ta hãy tự mình cảm nhận được để rút ra là cái chuyện đó là mình là một cái loại chấp, cái phiền não nó chi phối mình, hay là mình đang hành xử một cái vai trò, một nguyên thủ quốc gia không thể không hành xử, không thể không cầm cân nảy mực, một ông thầy không thể không cầm cân nảy mực, một vị lãnh đạo trong một cái hãng xưởng, một công ty,
một chủ gia đình không thể không cầm cân nảy mực được. Mà cầm cân nảy mực thì ông bà mình đó, thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, tức là hãy thanh gỗ đó mà cắt cho nó thẳng thì tự nhiên những cái phần nó không nằm trong đường thẳng đó, bắt buộc nó phải cắt bỏ thôi. Do vậy ở chỗ đó tôi xin được thưa với các vị là đó là cái sự thời gian ngắn ngủi mà tôi chia sẻ để mời anh Hiến để góp ý anh Hiến ơi. Dạ. Khi mà nói thì chấp thì nó có nhiều cái chấp lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta chỉ chia ra là 5 loại thôi. Bên nhà Phật còn gọi là phá chấp, để là mình đừng có chấp nữa, mình hãy phá tan cái sự cố chấp của mình. Mà trong cái chấp này, cái tham chấp thì nó nói tới cái sự luyến ái, tức là cái sự mà luyến ái đó làm cho con người trở thành chấp. Thí dụ là mình thích một người nữ nào đó thì mình mê muội, thì mình mê cái đó, thì mình ai thương ai gần gũi người đó mình cũng không thích, đó là mình đã chấp vào cái sự mà tham ái. Thành ra do đó đó mình phải làm sao để đừng có tham chấp, tức là mình không có dính vào. Mình có thể thương nhưng mà thương trong cái sự hiểu biết, trong cái sự mà từ bi, là trong sự cảm thông. Tức là hay mình có thương nhưng mà người ta có thể gần gũi người khác thì mình cứ coi như đó là những bằng hữu, mình nhẹ nhàng. Còn hay mình có cái sự ganh tị hay là mình ghen tức cái đó, tức là mình có sự tham ái. Mà cái tham ái mình thương đó cũng không phải. Nếu mình thương mà ai làm tốt cho người thương mình phải vui, mình đồng cảm với họ, thì cái đó mới là mình không có chấp. Thì mình mới phá đi cái chấp, cái mê của mình. Và thì từ cái chỗ đó mình sẽ không phiền não, mình không giận hờn, không ghen tức. Thành ra do đó khi mình không ganh tị, không ghen tuông thì mình không có cái gì để mà gây gỗ, thì cái tình thương đó nó rộng rãi hơn. Và cái sự sân chấp, sân chấp thì chúng ta thấy rằng hay mà sân á, mà nổi lên á, thì chắc chắn là mang tới bao nhiêu là sự phiền não. Ta nói là tâm động thì trí mờ, hay mà sân á, nó làm cho cái tâm mình động thì chắc chắn rằng mình sẽ không còn control được nữa. Mình không kiểm soát được lời nói mình, mà mặt mình nóng bừng, mình đỏ tai tía mặt, mình sẵn sàng nói ra những lời mà mình không đẹp đối với cái người mà trực diện với mình. Thành ra cho mình cái sự cố chấp nó mang tới tất cả sự phiền não cho người và cho cả mình. Thành ra tốt nhất là làm thế nào đừng có để sân hận nó nổi dậy. Và cái thứ ba là si chấp, tức là cái sự mà thấy mà tham sân si. Người ta nói thấy mình đi tới cái sân thì nó mang tới liền với cái chữ si. Cái sự si đó chỉ sự vô minh, sự u muội, sự ngu dốt làm cho người ta thành cố chấp. Mình sẽ nói những cái điều gì mà mình không có tưởng tượng được rằng có đôi khi cái miệng mình có thể phun ra những lời đó mà mình không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói những lời thâm độc như vậy. Do đó mình đừng có để cái si nó chấp mình. Và cái mạng chấp, tức là sự kiêu mạn làm cho người thành cố chấp. Thí dụ như chúng tôi nói đây thì nhiều khi đụng chạm tới thầy trụ trì, nhưng mà tôi hay ghẹo thầy, nói thầy nghĩ thầy là trụ trì, thầy muốn thầy nói thì nói, thì cái đó cũng là thuộc về mạng chấp. Thành ra chúng tôi hay nói như vậy nhưng mà không có cố ý. Xin cũng thầy miễn lỗi cho, thì thầy cũng nên lắng nghe. Hãy mà nói về dân chủ, thầy hay đòi hỏi tự do dân chủ, mà đôi khi thầy thiếu dân chủ, thì cứ chấp vào một cái chỗ thầy cho rằng thầy là lái con thuyền, thì tất cả thầy là thuyền trưởng, tất cả mọi người phải lắng nghe. Và bây giờ tới cái phần kiến chấp, tức là tà kiến làm cho con người ta trở thành cố chấp. Thì cái người ta cứ nghĩ rằng cái gì của người ta là đúng và mọi người đều sai, thì đó là một cái tà kiến mà chúng ta, những người tu tập, nên dòm lại mình, coi có mình có bị dính vào cái tà kiến hay không, để mình coi lại. Thì do đó luôn luôn phải soi rọi lại tất cả những cái gì của mình, để mình thấy đúng sai và những điều gì đáng làm mình nên làm. Và khi mà nói tới chấp thì chúng tôi lại gửi đến quý vị mấy dòng thơ là phá chấp. Tức là một cũng chấp mà hai cũng chấp, chấp mãi trong lòng khuất lấp niềm vui. Hãy soi gương nở nụ cười, cánh môi hé nở thấy đời trổ qua. Chấp chi cái cõi ta bà, an nhiên tự tại ấy là an vui. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.